Tại vì trước nhất là em xin chào mời tất cả các anh chị phụ huynh, các em đến đây để tham dự cùng với lại cái workshop của Việt Nam Music. Thì em biết là đây đến đây là một sự hy sinh rất là lớn của chị, cái thời gian ngày thứ bảy rất là quan trọng. Nhưng mà em cũng rất là cảm ơn và em hy vọng là cô Tina với lại một số người nữa sẽ nói cho quý vị có những cái tin tức mà nó quan trọng và nó không là buộc phí một cái ngày sáng thứ bảy của chị để đến đây tham dự. Thì bây giờ để cho khỏi mất thì giờ em mời cô vô ngay chương trình luôn nha. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị phụ huynh. Tôi là cô Tina Pham, tức là luật sư Phạm Đại Bạch Tuyết. Tôi đã từng dạy học ở Santa College 29 năm và trước đó cũng là counselor của những cái trường trung học của cái khu học chính này, chẳng hạn như trường MacArthur Intermediate School. Thành ra trong quá khứ tôi đã giúp rất là nhiều các phụ huynh và các em cách chuyển trường hoặc là cách chọn đại học như thế nào. Và tôi hy vọng là cái buổi nói chuyện hôm nay là quý vị sẽ có được những cái thông tin rất là có ích lợi. Và trong 29 năm dạy ở đại học, tôi dạy cái lớp gọi là Career Counseling. Và một trong cái bài học đầu tiên của tôi là hệ thống giáo dục California. Và có rất nhiều phụ huynh khi mà nghe xong cái đề tài này và đều lên và cảm ơn và nói là nào giờ tôi cũng biết được một chút ít nhưng mà không có nắm vững những cái thông tin như vậy. Và qua cái bài nói chuyện này thì tôi cảm thấy rất là tự tin và tôi có thể hướng dẫn và giúp đỡ, hỗ trợ cho con em cách chọn đại học như thế nào nhé. Vậy thì cái đề tài hôm nay là thay vì hệ thống đại học ở California nghe nó nặng nề quá. Các bạn có biết là ở Việt Nam thường thường những người mà trước khi lập gia đình thì nó có cái đề tài là gái trai trước ngưỡng cửa hôn nhân, đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ nói là thanh thiếu niên trước ngưỡng cửa đại học. Cái đề tài như vậy nghe nó dễ thương hơn. Hay là bốn nẻo đường đại học. Đó là cái đề tài của buổi nói chuyện hôm nay. Ở California, và hôm nay chúng tôi chỉ nói về tiểu bang California thôi nhé. Không có nói về tiểu bang New York hoặc là Florida, tại vì hệ thống đại học của mỗi tiểu bang là nó khác nhau. Vậy thì ở California, các em học sinh trung học khi mà học xong, thường thường là học sinh trung học học xong thì quý vị có biết là mấy em làm gì không? Làm gì? Đi học đại học hả? Chuẩn bị vào đại học, nhưng mà không có nghĩa là em nào cũng chuẩn bị vào đại học. Đa số có em thì phải đi làm, có em thì đi vào quân đội, có em thì đi lấy chồng, có em thì không làm gì hết, làm thinh, đúng không? Nhưng mà em nào, và trong cộng đồng Việt Nam và phụ huynh Việt Nam thường thường là bao giờ cũng thúc đẩy các em đi học đại học. Và cái sự phân vân của mình và phụ huynh học sinh Việt Nam lúc nào cũng muốn cho các em học ở những cái trường tốt và trường danh tiếng. Nhưng mà không phải là em nào cũng thích đi học ở những trường tốt hoặc trường danh tiếng, hoặc là em nào cũng có thể học được. Vậy thì cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ giúp cho quý vị nhận thức ra là có những cái option, những cái sự lựa chọn nào nhé. Vậy thì nếu mà một học sinh trung học ra trường không có đi vào quân đội, không có lập gia đình, không có đi làm, thì đây là cái sự lựa chọn, có bốn sự lựa chọn. Và tôi sẽ nói về lần lượt từng cái sự lựa chọn đó. Có bốn hệ thống, hoặc là đúng ra tiếng Anh nó gọi là the four segments of higher education, tức là bốn cái chi nhánh của cái hệ thống. Hệ thống thứ nhất nó gọi là Cal State, CSU, hoặc là tiếng Anh gọi là California State University. Đó là một hệ thống. Tôi sẽ nói rõ từng hệ thống. Hệ thống thứ nhì gọi là UC, hoặc là University of California. Hệ thống thứ ba là đại học cộng đồng, hay là Community Colleges. Và hệ thống thứ tư là Private Schools, hoặc là Private University. Tức là đó là bốn cái sự lựa chọn. Và tôi sẽ giải thích cho quý vị rất là rõ ràng là có những cái trường như thế nào, có bao nhiêu trường trong mỗi hệ thống và cái điều kiện để được nhận vào cái trường đó như thế nào. Trường đó học theo tam cá nguyệt hoặc lục cá nguyệt. Và cái quan trọng nhất có lẽ quý vị muốn biết là cái học phí là bao nhiêu và cái chương trình, cái đào tạo, cái bằng cấp mà họ cấp như thế nào. Vì đây là những cái yếu tố để giúp cho các quý vị hướng dẫn cho con em nhé. Vậy thì trước hết mình hãy nói về cái hệ thống Cal State. Quý vị có nghe một cái trường Cal State nào không? Ví dụ như tôi nói là Cal State Fullerton, quý vị có nghe không? Rồi, và Cal State nào nữa? Cal
cassette long đi chơi gì nữa. Cal Poly Pomona, Cal State LA, right? Cal State San Diego, mà thường thường hay bị gọi là Cal State San Diego thì họ gọi là San Diego State hay là San Jose State. Nhưng mà tất cả những cái trường này họ đều nằm trong hệ thống là California State University. Đố quý vị biết là có tổng cộng bao nhiêu trường? Thôi đừng có nhìn các bạn đó nha. Có bao nhiêu trường? 23 trường. Yeah. Chẳng hạn như từ miền Bắc cho đến miền Nam là 23 trường. Bây giờ tôi cho quý vị một cái homework assignment nha. Và các em cũng có thể làm điều này. Quý vị, chẳng hạn như con của mình hoặc là có những đứa học sinh ngoại quốc, nó nói em muốn học Pomona, mẹ không biết ở đâu. Hay là em muốn học cái trường Cal State Dominguez Hills. Thì quý vị muốn biết mỗi trường ở đâu, quý vị ghi vô, kiếm một cái bản đồ để coi coi tất cả những cái trường Cal State nó nằm ở đâu. Tức là find a map that shows 23 Cal State schools. Thì quý vị lên mạng Google, có cái map thì nó sẽ hiện ra trường nó nằm ở đâu. Để khi mà con em của mình học ở đâu, mình biết cái trường đó bao nhiêu xa. Ví dụ như nếu chúng ta ở Westminster hoặc Santa Ana, thì cái đố quý vị biết trường Cal State nào là gần nhất? Ok, Long Beach nếu mà mình ở Garden Grove. Còn nếu mà mình ở chẳng hạn như là Orange, thì trường nào sẽ gần nhất? Cal State Fullerton. Mà đôi khi mình ở Westminster, đôi khi mình đi Cal State Fullerton hoặc là mình đi qua Long Beach cũng là the same, cũng là khoảng cách gần như nhau. Vậy thì mình muốn biết thì mình coi cái map đó. Thì tổng cộng là có 23 trường Cal State toàn tiểu bang California nhé. Ok, rồi. Và muốn được vào trường Cal State thì làm sao mà được vào trường Cal State? Đố quý vị biết phải học thật giỏi hay là không cần học thật giỏi hay như thế nào? Anh sao? Đúng rồi. Thì bây giờ quý vị nghe là cái bài nói chuyện này rất là chính xác. Tức là muốn được vào trường Cal State thì các em phải xếp hạng 1/3 cao nhất của cái lớp của mình. Tức là tiếng Mỹ nó gọi là the top 1/3 of your graduating class. Làm sao mình biết được điều đó? Quý vị coi cái bảng điểm của con em. Trong cái transcript của nó đó, ở phía dưới nó có đầy chữ class rank. Class rank. Có nghĩa là ví dụ như có 300 em, thì nếu mà các em nó đứng số 90, tức là 90 trên 300, là nó là top 1/3 rồi đúng không? Tức là có 300 em thì mình phải xếp hạng từ số 1 đến số 100. Thì mình phải là top 1/3, 1/3 đầu tiên của những cái em học trong năm đó. Và làm sao nó biết được mình là top 1/3, chẳng hạn như ở Việt Nam mình ra trường hạng nhất, hạng nhì, thí dụ như vậy. Họ dựa trên cái gì biết không? Làm sao biết được là mình top 1/3 hay là top 10 hay là top 25? Dựa trên cái gì quý vị? Điểm là GPA, Grade Point Average và SAT, so Scholastic Aptitude Test. Họ nhìn vào hai cái đó rồi họ sẽ rank mình. Okay? Vậy thì muốn được học ở trường Cal State thì học sinh khi ra trường phải tốt nghiệp 1/3 cao nhất của cái năm đó. Và cái học kỳ hệ thống của cái trường Cal State như vậy, ở Việt Nam mình thì mình nghe cái chữ tam cá nguyệt hoặc lục cá nguyệt, tiếng Anh gọi là semester hoặc là quarter. Mỗi năm đó, thường thường nếu mà mình đi semester thì nó có hai mùa chính, mùa thu và mùa xuân, tức là fall semester và spring semester. Và bao giờ cũng có mùa hè, nhưng mà thường thường mùa hè họ không phải là không tính, nhưng mà tức là mùa hè nó không có quan trọng bằng hai cái mùa chính là mùa fall và mùa spring, là mùa thu xuân, mùa thu và mùa xuân. Thì mỗi cái học kỳ, mỗi cái fall semester, đố quý vị đoán được, mà Việt Nam gọi là lục cá nguyệt thì mình nghĩ là 6 tháng, nhưng mà đố quý vị biết một cái semester nó bao nhiêu tháng biết không? Dạ đúng rồi, cô này nói đúng, 4 tháng, mà chính xác là 16 tuần. 16 tuần có nghĩa là ít hơn 4 tháng một tí, 16 tuần. Rồi. Nhưng mà ngược lại, có những trường chỉ có học
theo cái hệ thống gọi là tam cá nguyệt, gọi là quarters. Tam cá nguyệt thường thường mình nghĩ là 3 tháng, nhưng mà ở bên Mỹ thì là 12 tuần. 12 tuần thì nó ít hơn 3 tháng một tí. Thì tại sao có cái vấn đề này? Là tại vì có những trường họ học rất là lẹ, tức là mỗi quarter. Nếu mà quarter thì mình sẽ có một năm có 4 quarters, là 4 mùa đó. Fall, spring, fall, winter, spring và summer. Tức là mùa xuân, hạ, thu, đông. Đó. Vậy thì còn mùa, nếu mà học theo tam lục cá nguyệt thì chỉ có fall và spring mà thôi. Thì trong 23 cái trường này, 23 trường Cal State, đa số là họ học theo semester. Nhưng mà có một vài trường thì học theo quarter, chỉ có 2-3 trường thôi. Ví dụ như ở đây quý vị có con em hay là bạn bè có ai học trường Cal Poly Pomona không? Có ai? Dạ. Cal Poly Pomona học theo semester hay quarter? Học theo quarter. Cal State LA cũng học theo quarter. Nhưng mà Cal State Fullerton hay Long Beach thì học theo semester. Là tại sao có như vậy? Tại vì có những em, có những cái trường họ muốn học cho lẹ. Vậy thì nếu một năm mà nó có 4 mùa, nếu mà được một cái bằng bachelor degree thì họ cần 120 units, là 120 tín chỉ, thì họ cần 180 units của quarter hoặc là 120 units của semester. Và một cái unit này, một cái quarter unit chỉ bằng có 2/3 thôi, 2/3 semester units. Vậy thì tôi hỏi quý vị ở đây, ví dụ như các quý vị có con em đi học, quý vị thích cho các em đi học trường semester hay quarter? Ai thích cho đi học semester? Giơ tay lên. Không ai thích. Nếu mà con em mình học một cái trường theo quarter thì có ai thích như vậy không? Tại sao? Dạ, nó nhanh hơn. Sẽ cản hơn. Nhưng mà ngược lại có những em nó không có thích học quarter tại vì nó hơi pressure, học rất là lẹ. Chẳng hạn như mùa hè thì nó chỉ có 8 tuần thôi thì nó tùy. Semester thì nó relax hơn nhé. Rồi, bây giờ 23 trường học theo đa số lục cá nguyệt và điều kiện là phải là top one third. Có nghĩa là các em đó không có học giỏi, không cần học giỏi quá, không cần học gọi là, nhưng mà cũng không được dở quá, không được là 50% mà phải là top one third, tức là 33% đầu tiên. Học phí rất là rẻ, 6.800 đồng một năm. Okay. Có nghĩa là một semester khoảng chừng 3.400. Okay. Khi mà tôi nói 6.800 thì quý vị cũng trừ hao nó khoảng 6.800, 7.000. Tại vì có một cái phí nó gọi là statewide fee, tức là cả tiểu bang ai cũng phải đóng giống nhau. Rồi tùy theo mỗi trường, có trường nó có tiếng Mỹ nó gọi là campus fee, là cái fee riêng của cái trường đó. Thành ra nó khoảng 6.800, 7.000, 7.300, nó dao động từ 6.800 đến 7.000. Nhưng mà mình biết được là học Cal State không bao giờ mình phải trả hơn 10.000 một năm, không bao giờ. Tức là khoảng 6.800, 7.000, 7.300 một năm, có nghĩa là một mùa nó rất là ít. Nhưng mà khi mà tôi nói cái tiền học phí đây là chưa có kể tiền sách, tiền vở và tiền ở trong dorm. Nếu các em học ở Cal State Fullerton, học ở Long Beach ở nhà thì một năm chỉ phải trả tiền học phí khoảng 6.800, 7.000 và tiền sách là mình trả thêm khoảng chừng 1-2.000 nhé. Nhưng mà tiền học rất là rẻ. Quý vị có thấy 6.800, 7.000 là rẻ không? Rất là rẻ. Khi mà quý vị biết được cái học phí của những trường khác thì mới thấy là 6.800 đồng. It's a steal, tức là rất là rẻ. Ok, rồi. Bằng cấp, đây là cái chuyện rất là quan trọng. Tôi muốn biết cho quý vị biết là khi mà con của mình học ở những cái trường Cal State thì cái bằng cấp cao nhất họ có thể được như thế nào. Thường thường thì các em học ở đó, các em sẽ được một cái bằng BA hoặc là BS, tức là bằng cử nhân, Bachelor of Arts hoặc là Bachelor of Science. Tiếng Việt Nam mình gọi là cử nhân. Thường thường một cái bằng như vậy là 4 năm. Sau 4 năm học thì các em có được một cái bằng BA hoặc là BS. Okay? Bachelor of Arts or Bachelor of Science.
Xong rồi, cái này thường thường là 4 năm. Nhưng mà ở thời buổi này, đố quý vị biết, một em học ở trường đại học, trung bình là bao nhiêu lâu các em mới ra trường? 5 năm, đôi khi 6 năm. Quý vị có biết tại sao không? Vừa đi học vừa đi làm, đúng như vậy, vừa đi học vừa đi làm. Nếu mà các em nào mà học toàn thời gian, một mùa lấy 12 unit, rồi mùa hè lấy thêm 6 unit nữa, tức là 12 với 12 là 24 và 6 là 30, thì các em mà học đúng như vậy thì có thể 4 năm sau ra trường, đúng không? Là 120 unit. Nhưng mà nhiều khi các em phải đi làm. Hay là cái điều này nè, có những cái lớp mà nó không có ở cái mùa đó, thành ra các em cứ phải chờ. Rồi đôi khi các em đổi cái major. Thành ra có những em học 4 năm, 5 năm, 6 năm, có em học tới 10 năm cũng chưa ra trường. Thành ra tùy theo cái khả năng của các em, có thể vừa đi làm vừa đi học, hoặc là những cái lớp đó. Và có những cái ngành nghề như là engineering hoặc là nursing, đôi khi những cái ngành đó họ đòi rất là nhiều cái gọi là những cái lớp tiền nhiệm, tức là prerequisite, thì đôi khi có tới khi phải 5 năm mới học được. Vậy thì cái bằng bachelor, tức là cái bằng cử nhân, khoảng 4 năm nha. Xong rồi, nếu mà các em muốn học thêm, đố quý vị biết cái bằng cao hơn cái bằng bachelor là bằng gì? Bằng gì? Master. Master. Tiếng Việt Nam, master, hồi xưa đó. Hồi xưa trước năm 1975, người ta nói cái bằng master tiếng Việt Nam gọi là bằng gì? Bằng cao học. Quý vị ở đây trước năm 75 cao học. Nhưng mà sau năm 75, là với cái chính quyền Việt Cộng, họ không gọi là cao học mà họ gọi cái chữ gì quý vị biết không? Thạc sĩ hoặc là phó tiến sĩ. Khi mà tôi nghe cái chữ đó, tôi không hiểu đó là gì hết. Tại vì mình đi trước năm 75 gọi là cao học, chẳng hạn như cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế. Thì bây giờ ở sau năm 75 thì họ gọi là thạc sĩ hoặc là phó tiến sĩ. Ok? Vậy thì cái bằng MA, alright, BA là Bachelor of Arts, BS là Bachelor of Science. Ok? Đố quý vị biết nha, cái bằng nào giá trị hơn bằng nào, BA hay là BS? Okay. Tại sao? Học về science nhiều hơn thì science có giá trị hơn rồi. Bây giờ cái câu trả lời là đối với cái hệ thống học đường, BA hay BS thì cũng tương đương bằng nhau. Tại vì họ cũng là 4 năm. Sở dĩ mà cái BS người ta nghĩ là có giá trị hơn tại vì dễ kiếm việc hơn. Và ăn thua tùy theo cái major của mình. Chẳng hạn như major về English thì mình sẽ được cái BA hay là BS? BA. Major về sociology là mình có BA hay BS? Ok, how about nếu mà mình học về computer science thì là BA hay BS? BS. Bây giờ cái này rất là đặc biệt nè. Chemistry. Ok, mọi người thì nghĩ là BS, nhưng mà trường Cal State Long Beach nó nói là bạn có thể học major về chemistry với BA in chemistry hoặc là BS in chemistry thì cũng được. Thì ăn thua tùy cái trường đó, họ cho mình cái bằng đó là BA hoặc BS nha. Vậy thì khi các con của quý vị chọn cái ngành nào thì quý vị sẽ biết là các cháu sẽ ra trường với cái bằng Bachelor of Arts or Bachelor of Science. Rồi, bây giờ vậy thì MA là viết tắt của chữ gì? Masters of Arts. Còn cái này là Master of Science. Còn MBA, đố quý vị biết là gì? Ai mà nói đúng được sẽ được thưởng đi ăn phở. Cô Annie Lee, năm ngoái cô nói như vậy đó. MBA là gì? Oh wow, cô này sẽ được mời đi ăn phở lứa. Master of Business Administration. Và khi mà tôi dạy trong trường đại học Center College, tôi hỏi các em là đố em nào biết MBA là gì? Cậu bé nó giơ tay lên. Dạ, em biết cô. Cái gì? Merit but available. Con nít. Okay. Bằng này là bằng cao học quản trị kinh doanh. Một cái bằng rất là tốt và rất là dễ đi kiếm việc. Nếu mà các em có cái bằng này ở trường Harvard hoặc là Princeton ra là không
bao giờ bị thất nghiệp. Nếu mà có cái bằng này ở trường Harvard ra, người ta sẽ, những cái công ty nó sẽ năn nỉ mình làm cho nó và nó trả mình 100 ngàn trở lên nhé. Okay. Rồi. Hoặc là nếu mà có MBA ở USC hoặc UCLA ra cũng rất là tốt. Rồi. Sau đó, đây là cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi quý vị. Đố quý vị biết là nếu mà con em mình học trường Cal State thì có học thêm được cái bằng cao hơn nữa không? Okay. Cao hơn bằng Master là bằng gì? PhD. Trong quá khứ, tức là cách đây khoảng 5-10 năm, Master là cái bằng cao nhất, bằng cao học cao nhất, không có PhD ở Cal State. Thành ra có những người tôi đọc báo Việt Nam là chúc mừng ông bà này có con đã ra trường tiến sĩ ở đại học Cal State Long Beach. Và mình nói nó nói sao. Nhưng mà cách đây khoảng vài năm thì trường Cal State, một vài trường Cal State được cho hai cái bằng thôi, bằng DPT là bằng Doctor of Physical Therapy và Doctor DRN, Doctor of Nursing. Chỉ có một vài trường thôi. Chẳng hạn như trường San Jose State hoặc là San Diego State chỉ có một vài trường. Thành ra nói chung, nếu mà ai mà nói là con tôi tốt nghiệp PhD, mình hỏi là con bà tốt nghiệp PhD ở đâu? Và người ta nói là con tôi tốt nghiệp PhD từ Cal State Fullerton. Mình có tin không? No. Ok? Tại vì Cal State chỉ có bằng Master mà thôi. Hoặc là trừ khi nào DPT là ở trường Cal State Long Beach hoặc là DRN Nursing. Thành ra rất là cái trường. Thì nói tóm lại, Cal State chỉ có cho mình học tới Master, tức là cao học mà thôi. Ok? Vậy nha. Vậy là quý vị có gì thắc mắc về hệ thống trường Cal State không? Rồi. Alright, are you guys understand Vietnamese? Do you have any question? Okay. Alright. Okay, so I just finish up with the caste system. Alright? So to capture it in English really quick, there are 23 schools, alright? And most of them are on a semester system. Only a couple are on a quarter system. To be admitted, you have to be at the top one-third of your class. Thích lắm. UC là viết tắt cho chữ University of California. Okay. Quý vị nghe trường UCLA chưa? Rồi. Rồi nghe trường UC nào nữa? UCI. Right? Okay. Còn nghe trường UC nào nữa không? UC Riverside. Rồi gì nữa? Một cái trường UC nổi tiếng khắp thế giới mà ai cũng thích vào. UC Berkeley. Rồi gì nữa? Bốn cái rồi đó. UC Davis. Trường đó là những người mà học về ngành thú y đó. Rất là tốt. Rồi, có nghe trường gì không? How about a party school? A UC party school? UC Santa Barbara. How did you know? Sao mà biết được nó là party school? Which is true. Đúng như vậy. UC, con mình nó thích, con cái nó thích đi học ở UC Santa Barbara. Hỏi tại sao vậy? Tại vì cái trường đó đó, nó nổi tiếng là có party, có nhiều cái bar, nó gọi là cái college town. Trường đó rất là vui, nằm trên bãi biển, rất là đẹp. UC Santa Barbara, rồi trường gì nữa? UC San Diego, rất là nổi tiếng, rất là tốt, rồi gì nữa? UCLA rồi, UC Santa Cruz, okay. Rồi, tức là rồi từ ở phía dưới Nam California cho đến miền Bắc, khắp tiểu bang này, quý vị có biết có bao nhiêu trường không? Có 9 trường UC và một trường gọi là cũng là UC mà graduate school. Quý vị có nghe cái trường UC San Francisco chưa? Ok. UC San Francisco không phải là University of San Francisco. Hai cái khác nhau nha. University of San Francisco là một trường tư, mà UC San Francisco là cái trường công. Mà UC San Francisco là một cái trường rất đặc biệt. Là tại vì sao? Nó chỉ dạy một cái ngành duy nhất là Health Sciences. Tức là muốn học bác sĩ, muốn học thành nha sĩ, muốn học nursing, muốn học về nursing. Tức là nó chỉ dạy cái ngành mà về Health Science mà thôi. Và nó gọi là Graduate School. Có nghĩa là phải có bằng Bachelor cử nhân rồi mới được vào trường UC San Francisco. Okay. Nói tóm lại, nó gọi là 9 Undergraduate School và 1 Graduate School. Vậy thì mình nói là UC San Diego,
UCLA, UC Riverside, UCI, UC Davis, UC Santa Cruz, UC Merced, mấy mở, và UC San Francisco, UC Davis. Okay. Đố, vậy thì đố quý vị biết cái trường UC nào là trường tốt nhất hoặc là nổi tiếng nhất hoặc là khó vào nhất? Ok, Berkeley. Berkeley hoặc là UCLA, một trong hai trường đó. Tại sao mình biết như vậy? Là tại vì khi mà mình look up thì nó gọi là cái admission rate. Admission rate của UC Berkeley có 19% hoặc là UCLA khoảng 20%. Đa số con cái của mình ở đây là đi học ở trường nào quý vị có biết không? UCI. UCI cái admission rate cũng tốt, khoảng chừng 40%. UC Riverside khoảng 55%. UC Merced cái admission rate là khoảng 80-90%, có nghĩa là những em mà xin vô, cái cơ hội nó được nhận là khoảng 80-90%. Nhá? Yeah? Okay. So, there are a total of 10 schools, 9 undergrad and 1 graduate school. Now, cái sự khác biệt giữa hai trường là trường UC, hệ thống UC thường thường là quarter. Thường thường là quarter. Chỉ có một vài trường UC mới là semester mà thôi. Thành ra, nếu mà con em mình đi học ở UCI hoặc UCLA là chắc chắn là nó học mỗi cái quarter. Chẳng hạn như fall, winter, spring and summer. Thì mỗi lần các em nó về là nó học theo quarter. Và mình biết là mỗi là học kỳ của nó chỉ có 12 tuần thôi, và mùa hè thì nhiều khi có 8 hoặc là 6 tuần. Chỉ có một trường duy nhất là UC Berkeley là học theo semester. Tức là mỗi trường nó đều có một cái exception. UC Berkeley không biết vì lý do gì. Mà khi mà mình nói là trường nào giỏi nhất, đố quý vị biết là người ta, tại sao người ta nói là UC Berkeley là giỏi nhất hay là UCLA, nó dựa theo cái gì? Dựa theo cái gì mà nói là that's the best UC school? Khó nhận vào. Nhưng mà tại sao khó nhận vào? Những cái yếu tố mà nó nói là trường này là top school, this is the best school, okay? Là những lý do là thứ nhất là có bao nhiêu người đoạt giải Nobel, tức là cái faculty. Chẳng hạn như UCLA nói năm nay tôi có 2 Nobel laureates, hoặc là UC Berkeley có những giáo sư được giải Nobel, okay? Nobel giải Nobel về physics hoặc là chemistry, rồi học trò, hoặc là trường đó có những cái facility, có bao nhiêu cái library, có bao nhiêu cái thư viện, có bao nhiêu cái research facility. Thì những cái trường như vậy, mà với những cái yếu tố như vậy, thì cái trường đó sẽ được rank là hạng nhất hạng nhì. UC San Diego là một trường cũng rất là nổi tiếng, rất là giỏi. UC Berkeley, UCLA, UC San Diego, those are the top school in the system. Okay? All right. Vậy thì khi mà mình nghe xong cái trường này, mình nói wow, ước chi con mình được vào UCLA hoặc là UC Berkeley. Nhưng mà muốn được vào trường UC dễ hay khó? Khó. Khó như thế nào? Nếu mà cái này là top one third, top 33%, thì muốn được vào UC mình phải là gì? Top 9%. Hồi xưa thì là top 12.5%, tức là 12.5%. Bây giờ là top 9%, tức không phải là top 10 nữa mà top 9. Top 9 là so với toàn tiểu bang, 9 gọi là statewide, tức là tất cả học sinh trong tiểu bang này, mình phải là top 9 của tất cả học sinh. Quý vị thấy có khó không? Quá khó. Ví dụ như là có 300 em hay là có 3.000 em khắp tiểu bang, thì mình phải là không phải là từ số 1 đến số 300, mà từ số 1 cho đến số 270. So khắp toàn tiểu bang. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó unfair, đúng không? Chẳng hạn như có những em nó học ở LA, nó học ở Santa Ana, học ở những cái học khu nghèo. Làm sao mà nó cạnh tranh được với những em học ở trên UC, học ở trên Beverly Hills? Quý vị có đồng ý không? Chẳng hạn như ở Irvine có những cái trường tốt, học trò tốt, gia đình tốt. Hoặc là ở những cái khu nghèo, chẳng hạn như ở Inglewood hoặc là LA. Nếu mà các em đó mà nó so với toàn tiểu bang thì nó sẽ không có cơ hội. Thành ra người ta nói là một là các em phải là top 9 statewide or what?
top 9 in the local school. Đó là một cái cách, đó là quý vị thấy tại sao các em học trò Việt Nam của mình học ở những trường ở Westminster Garden Grove vẫn được đi học UCLA, vẫn được đi học ở UC Berkeley. Okay? Là vì nó cho các em các cơ hội so sánh với những các em học ở trường mình. Thành ra, quý vị về coi cái transcript của con mình. Ở phía dưới nó để cái chữ class rank. Tôi sẽ giúp cho quý vị thấy. Class rank. Chẳng hạn như có 300 em. Okay? Mà con mình xếp hạng 56. 56 trên 30. Có phải là top 9 chưa quý vị? Yes or no? No. Okay. Top 9 là bao nhiêu? 27. Okay, nếu mà con mình là 26 trên 300, okay, thì con mình mới là top 9. Okay? Thì mới có cái cơ hội được vào UC. Vậy thì in order to be admitted to UC, you have to rank in the top 9 of your either statewide or with your graduating class. Okay? Vậy là như vậy. Vậy thì một lần nữa muốn biết được làm sao mà nó được top 9 dựa cái ranking là cái xếp hạng dựa vào cái gì? Hồi nãy mình nói là dựa vào cái gì? Grade, grade point average, GPA và test score, SAT. Nha, phải là 9%. Học phí, tuition, 13.400 một năm. Nó gọi là cái fee. Thì cái fee nó có thể vary. Cái fee mà chính thức là 12.900 mấy chục đồng. Nhưng mà mỗi trường, mỗi cái campus nó đều có cái health fee, insurance fee, student fee này nọ. Thì cộng vào nó khoảng 13.400 hoặc là 13.500. Mắc hay rẻ quý vị? Mắc. Nếu mà quý vị có biết là con em mình đi học trường tư, chẳng hạn như Methodist hoặc là học những cái trường tư, trung học á, trường học phí là một tháng, một năm bao nhiêu phải không? Cũng khoảng là 12.000 một năm. Thành ra 13.000 một năm tiền học phí ở một cái trường the top university mà UCLA hoặc là UC Berkeley cũng là top 50 của toàn nước Mỹ. Vậy thì cái học phí này quá rẻ, 13.400. Nhưng mà học phí này có tính tiền sách không quý vị? Không, không có tính tiền books. Nếu mà con em của mình mà nó học mà nó ở trong dorm, quý vị có biết dorm á, tức là ký túc xá rồi đó, thì một tháng là bao nhiêu, một năm là bao nhiêu không? Khoảng chừng, không á, khoảng chừng 11-12.000 nữa. Có nghĩa là tiền học phí khoảng 13.000, rồi tiền dorm khoảng mười mấy ngàn, rồi tiền này, tiền kia, tiền sách, tiền vợ. Một đứa con mà đi học ở UC, thì quý vị biết là quý vị phải tốn khoảng chừng bao nhiêu cho các em một năm không? Khoảng chừng 30.000. Khoảng chừng 30.000. Nếu mà các em nó đi học xa. Còn nếu mà nó ở với mình, nó ở UCI, nó đi học, nó lái xe mỗi ngày, thì một năm nó tiền học của nó khoảng 13.000. Em ơi, em có thể cho cô có cái chart kia, cái chart mà, cái cost. Cái chart mà, cái cost. Vậy thì khi mà quý vị cho con em đi học ở UC, thì quý vị tính luôn dùng cái tiền ở trong dorm. Còn nếu mà các em mà nó ở nhà, nó đi học ở UCI hoặc là Riverside, nó lái xe nó đi học, thì mình không phải tốn cái tiền đó. Đó, như vậy để cho quý vị có một cái khái niệm. Ha. Chẳng hạn như là tiền học, tiền tuition. Nếu mà học ở UC, tiền sách, tiền room and board, tiền này, tiền kia, thì một năm trung bình là khoảng 25.000. 25-30.000. Ok? Rồi. Rồi. Trả lại giúp kia cho cô đi. Ok, go back to the other chart. All right. Rồi, bây giờ mình đã biết như vậy rồi, thì bây giờ cái điều quan trọng nhất là tại sao con em mình nó đi học trường UC thay vì nó học Cal State rẻ hơn. Tại sao vậy quý vị? Nó dễ kiếm việc. Dễ kiếm việc là sao nữa? Cái trường nó nổi tiếng. Cái trường nó nổi tiếng. Ví dụ như mình nói là tôi tốt nghiệp ở UCLA hay tôi tốt nghiệp từ UC Berkeley, là immediately, ngay lập tức là người ta biết mình là học sinh giỏi. Nhưng mà nói thực tế ta, những cái ngành mà về kỹ thuật thì đôi khi ví dụ như tốt nghiệp về kỹ sư, nếu mà học ở Cal Poly Pomona ra,
nhiều khi còn dễ kiếm việc hơn. Tại vì trường Cal Poly là cái trường đào tạo về kỹ thuật, thành ra tùy theo ngành. Nhưng mà nếu mà mình nói mình tốt nghiệp Anh văn, mình tốt nghiệp English mà từ UCLA hoặc UC Berkeley thì nghe nó vẫn có gọi là prestigious, nghe nó vẫn gọi là quý giá hơn một tí nhé. Yeah. Ok, và một chút xíu nữa quý vị sẽ hỏi tôi là tại sao ở California rắc rối vậy, tại sao phải học Cal State, tại sao phải học UC, tại sao không như Việt Nam một hệ thống đại học thôi. Là tại vì cái triết lý, cái philosophy của mỗi trường. Cal State là nó chú trọng về đào tạo thực tiễn để mà đi ra có việc làm. Còn UC là coi như là more về research, về nghiên cứu và lý thuyết. Đó là lý do tại sao nó có 4 hệ thống cho người ta chọn lựa. Rồi, cái điều này rất quan trọng. Tại sao con mình học UC? Vì chỉ có UC mới có những cái bằng cấp này cho các con em của quý vị. Vậy thì tôi làm lại cho quý vị thấy rõ nha. Nếu mà con của mình học ở UC thì các em có thể có được cái bằng Bachelor là bằng cử nhân. Ok, BA. Xong rồi sau đó các em có thể học lên được Master. Thường thường quý vị có biết là Master Degree tốn bao nhiêu năm không quý vị? Bao nhiêu năm? Thường thường là 2 năm. Vậy thì một người có bằng Master là thường thường họ phải học bao nhiêu năm cả thầy? 6 năm. Tức là 4 năm. 4 năm cho cái Bachelor Degree. Và 2 năm for Master Degree. Rồi. Nếu mà một người muốn học tiếp nữa thì cái bằng kế tiếp gọi là bằng gì? Tiến sĩ. Ok. Tiến sĩ tức là PhD. Rồi, quý vị có biết chữ PhD nó viết tắt của chữ gì không? Philosophy Doctor. Philosophy Doctor. Tiến sĩ. Cái bằng tiến sĩ là tốn bao nhiêu năm? Ok. 8 năm cả thầy. Có nghĩa là nếu mà một em nó có bằng Bachelor, ok, nó học thêm 4 năm nữa thì sẽ có bằng PhD. Và thường thường khi mà có bằng cử nhân xin thẳng vô cái chương trình PhD. Okay. Học sau 4 năm thì làm luận án và có cái bằng PhD. Hoặc là có một cái bằng nữa nó gọi là EDD. Đố quý vị biết chữ gì? Education Doctor. Tức là cũng là tương đương với tiến sĩ nhưng mà tiến sĩ về giáo dục. Và cái này là cái bằng PhD này là về nghiên cứu và lý thuyết. Còn bằng này là để là hướng dẫn về cái cách dạy học. Okay, EDD. Rồi nhưng mà đây là lý do chính mà tại sao con em của mình phải đi học trường UC. Nếu các em muốn học những cái bằng gọi là chuyên nghiệp, muốn học bác sĩ là MD. MD là viết tắt của chữ gì quý vị biết không? Medical Doctor bao nhiêu năm? Okay. Hướng dẫn cho quý vị biết. Muốn có bằng MD là 4 năm. Tức là tiếng Mỹ á, mình xin vào sau khi mình có cử nhân. Mình xin vào medical school. Ở Việt Nam mình muốn học y khoa là mình học thẳng từ high school lên. Ở bên Mỹ thường thường đa số là mình phải có bằng cử nhân bachelor. Lúc đó mình mới xin vào medical school. Khi mình có cái bằng MD là mình là có cái bằng bác sĩ. Mình chỉ là bác sĩ mà là bình thường. Bác sĩ gia đình, family doctor. Còn mình muốn chuyên nghiệp, muốn học thêm một ngành như là về da, về sản phụ khoa hay là về mổ đầu. Ví dụ như mình muốn thành OBGYN hoặc là dermatologist hoặc là cosmetic surgeon, mình phải học thêm chuyên khoa là 3 năm nữa nhé. 3 năm nữa. Ok. Vậy thì chuyên khoa là 3 năm. Vậy thì tôi hỏi quý vị nha. Nếu mà con của mình nó ra trường bachelor là nó bao nhiêu tuổi? 22 tuổi đúng không ạ? Nó học bác sĩ thì nó có thể ra bác sĩ lúc 26 tuổi. Và nếu mà nó học chuyên khoa mổ óc thêm 3 năm là 29 tuổi. 29 tuổi nó có thể thành một specialist. Nếu mà mình bị đụng xe, mình bị coma trở vào nhà thương, một anh chàng bác sĩ 29 tuổi mà mổ óc của mình thì quý vị thấy làm sao? Hơi ớn ớn. Nhưng mà trên nguyên tắc, quý vị có biết có những bác sĩ nào 25 tuổi không? Con của người Việt Nam đó. Có rất nhiều người họ ra trường là bác sĩ 25 tuổi. Tại sao học ra cử nhân mới có 21 tuổi thôi? Thành ra là có những em học rất nhanh
và có thể thành bác sĩ lúc 25 tuổi và có thể thành specialist lúc 28, 29 tuổi. Yeah. Okay, so MD. How about dentist? Các em có thể đi học ở UCLA, học Dental School hoặc là San Diego. Dentist cái bằng gọi là DDS. Đố quý vị biết chữ này viết tắt của chữ gì? Doctor of Dental, Doctor of Dental Surgery hoặc là DMD, Dental Medicine Doctor. Okay? Là nha sĩ, học nha sĩ cũng vậy. Học nha sĩ thì thường thường là 3 hoặc là 4 năm. Vậy thì muốn trở thành nha sĩ, mình học bachelor degree. Sau đó mình xin vào dental school. Mình học thêm khoảng 3 hoặc là 4 năm nữa. Thì mình sẽ có cái bằng DMD hoặc là DDS. Bây giờ nếu mà tôi dạy ở trong lớp thì tôi hay cho cái homework. Là nếu lần tới mình đi nha sĩ, mình lấy một cái thẻ. Có ai có thẻ nha sĩ hoặc bác sĩ ở đây không? Coi coi các ông nha sĩ của mình, ông có bằng DDS hoặc là DMD. Thì cái bằng nào cũng có giá trị như nhau. Thì là như vậy. Còn nếu mà muốn thành specialist orthodontist phải học thêm 3 năm nữa nhé. Yeah? Ok. Rồi. Còn nếu mà muốn học thành luật sư, chẳng hạn như các con của mình có thể học ở UCLA Law School, là một cái trường rất giỏi, rất nổi tiếng, thì sẽ có cái bằng JD. Ai mà đoán được cái chữ này tôi khen. What does JD stand for? Không phải jurisdiction, jurist. Okay, jurisprudence, doctor. Jurisprudence, JD, doctor. Okay, thì có nghĩa là bằng này, medical school hoặc là law school, thì nếu mà muốn học thành luật sư ở bên Mỹ, mình phải có bachelor degree, sau đó mình học 3 năm nữa, là 7 năm. Ngược lại, ở đây có ai là luật sư ở Việt Nam không? Ở Việt Nam là muốn học luật sư là học ngay từ high school. Thường thường muốn thành luật sư ở Việt Nam là mấy năm? 4 năm thôi hả? Chứ không phải 5 năm. I have no idea. Okay. Vậy thì ở bên Mỹ là muốn thành luật sư là phải có cử nhân và học thêm 3 năm nữa là jurisprudence. Okay, rồi ngoài ra có cái bằng nữa gọi là DPT. Các bạn có biết là gì không? Doctor of Physical Therapy. Là bác sĩ về vật lý trị liệu. Vậy thì nếu mà con em mình muốn học thành bác sĩ hoặc là PhD hoặc là nha sĩ hoặc là JD thì học cao xếp được không các bạn? Cao xếp có những ngành này không? Không, cao xếp chỉ có một hai trường cao xếp có cái bằng này thôi. Nhưng mà muốn thành bác sĩ, muốn học nha sĩ, muốn học luật sư thì phải học ở trường UC hoặc là ở trường tư, vì trường cao xếp không có. Đó là cái lý do tại sao tùy theo các ngành học. Nhưng mà muốn vào những cái trường này cũng phải có bachelor. Vậy thì tôi hỏi quý vị nha. Nếu mà con em mình muốn học bác sĩ thì cái cử nhân mình nên học ở trường Cal State hoặc là UC. Ok. Cô này nói UC tại sao? Chương trình học khó hơn. Nó đã chuyên rồi. Bây giờ tôi cho quý vị một cái gọi là đề nghị nha. Nếu con em của mình muốn vào trường medical school hoặc là dental school hoặc là law school thì cái bachelor của nó không cần là phải học ở UC. Nó có thể học ở Cal State được. Nếu mà nó học ở UC quá khó mà điểm của nó ra trường có 3.5 mà nó học ở Cal State mà nó ra trường 3.9 thì cái cơ hội nó được nhận vào medical school là cái đứa nào? Cái đứa có 3.9 hoặc là 3.6. Vậy thì nếu mà con em mình cái mục đích của nó cao xa là sẽ học medical school hoặc là dental school hoặc law school thì cái bachelor degree doesn't matter. Nhưng mà nếu mà cái mục đích của nó chỉ học cử nhân xong nó đi làm thì of course nó có thể học ở những cái trường lớn. Và đó là cái sự cố vấn và tư vấn và hướng dẫn của mình. Thành ra tôi hỏi các em là thật sự cái mục đích tối hậu của em là học đi học trường pharmacy school thì em cứ học Cal State, em ra trường với 3.9 thì em sẽ có cơ hội được nhận hơn là một đứa nó học ở UCLA mà nó chỉ có 3.4. Quý vị có thấy không? Đó là những cái sự tư vấn. Ok. Còn một cái nữa mà tôi nghĩ là quý vị rất muốn biết là pharmacy school. PharmD. PharmD là gì?
pharmacy doctor, tất cả các dược sĩ ở đây, những cái dược sĩ nào mà mới ra trường trong vòng 10 hoặc 15 năm trở lại đều có cái bằng PharmD, là pharmacy doctor. Muốn học thành pharmacist thì phải học như thế nào quý vị có biết không? Thường thường là phải có bachelor degree, sau đó vô trường pharmacy school. Học thêm 3 năm nữa, tức là 7 năm. Okay. Hồi xưa trong quá khứ, có những dược sĩ chỉ có bằng bachelor degree thôi. Cái đó là cách đây mười mấy, 20 năm. Nhưng mà bây giờ muốn trở thành dược sĩ là phải học 7 năm. Đố quý vị biết một dược sĩ mới ra trường làm được bao nhiêu tiền? No. Ít nhất là 100 ngàn trở lên. Thường thường mà làm cho CVS hoặc là Walgreens, CVS starting salary là 121 ngàn cho một dược sĩ. Trong khi đó, bác sĩ thì cũng có thể làm 100-200 ngàn. Còn specialist có thể làm 400-500 ngàn. Okay. Đố quý vị biết tại sao tôi biết. Tại vì hồi xưa tôi học, tôi dạy cái lớp career counseling. Thì một trong những cái research mà các em phải làm là phải biết tiền, cái salary của cái ngành nghề đó. Nhưng mà ngoài ra chia sẻ với quý vị là vì tôi là luật sư về ly dị. Thành ra là khi mà đi ra tòa đòi cấp dưỡng, là chúng tôi phải biết rất là chính xác cái lương của người kia là bao nhiêu, mà nếu mà khai không đúng là không được. Thành ra chúng tôi rất dành là lương của mỗi ngành nghề là như thế nào. Vậy thì ở trường hệ thống UC là có 9 trường cộng thêm một trường graduate school, học mostly là quarter, có vài là semester. Muốn được vào phải 9%, phải là top 9%. Học phí có 13.400 một năm thôi. Và đây là những cái bằng cấp mà có thể có được nhé. Ok, rồi. Xong hai cái trường đại học đó rồi. Bây giờ còn hai cái sự lựa chọn nữa cho con em quý vị. Và quý vị sẽ thấy rằng maybe đây là một trong hai cái lựa chọn cuối cùng. Nếu các em nói là thôi không muốn đi học Cal State, không muốn đi học UC, con chỉ muốn đi học đại học cộng đồng thôi, community colleges. Quý vị có nghe tên của một vài trường này không? Chẳng hạn như hồi xưa tôi dạy ở Santa Ana College. Rồi, quý vị có nghe trường nào nữa ở khu mình? Orange Coast, nó gọi là OCC, hoặc là Coastline, hoặc là Golden West, đúng không? Rồi, quý vị có nghe là Riverside Community College, Pasadena Community College, nhưng mà mình nói Orange County, Santa Ana, rồi Santiago Canyon. Quý vị có nghe Irvine Valley College không? Rồi, có nghe Saddleback College không? Rồi, vậy thì nội trong Orange County thôi thì có khoảng ít nhất là, quý vị có nghe Fullerton College không? Rồi, vậy thì Orange County có 10, ít nhất là 10 trường. Vậy thì quý vị nghĩ là khắp tiểu bang California có bao nhiêu trường Community College? 113 trường. 113 trường Community College. Thì tất cả những cái trường Community College đều học theo semester, tức là fall and spring. Rồi đôi khi có mùa hè nữa, summer. Muốn được vào trường Community College thì có khó hay là dễ? Dễ lắm. Nó là có cần phải ra trường không? Không cần phải có bằng high school. Nếu có bằng high school cũng được. Mà không có bằng high school thì chỉ cần trên 18 tuổi thôi. Thành ra hồi xưa tôi dạy ở trường đó có những người HO hoặc là những gọi là người nội trợ của Việt Nam. Tức là nào giờ chưa có bao giờ đi học, mới có học lớp 10 thôi. Bây giờ có muốn đi học Community College được không? Được. Và đó là cái cơ hội. Đó là lý do tại sao là ở bên Mỹ này, cái hệ thống nó rất là tốt đẹp. Nếu mà bạn không có học trung học, bây giờ bạn mới học đại học, I will give you a chance. Okay? Mà khi mà một người như vậy, học xong, có thể lên Cal State, có thể lên UC, vẫn có thể ra trường. Trong khi ở Việt Nam, mình có cái cơ hội đó không? Không. Và ngay cả ở Việt Nam, sau năm 75, nếu mà một người mà học trung học ra tốt nghiệp rất là cao, nhiều khi không đi học đại học, tại sao? Là con của chế độ cũ. Quý vị có thấy như vậy không? Mình có thưa chính phủ được không? No way. Vậy thì ở bên Mỹ, đó là lý do tại sao họ có một cái bốn cái chi nhánh như vậy để cho mọi người đều có cái cơ hội đồng đều để mà được đi học đại học. Vậy thì muốn đi học đại học, Community College, chỉ cần là một là bạn trên 18 tuổi hay là bạn ra trường. Không ra trường cũng được, không sao hết. Okay. Tiền học phí, ôi giời ơi, rẻ ơi là rẻ. Bao nhiêu tiền một năm? 1.000 mốt. 46 đồng một unit.
46 đồng một unit. Ok. Nhân với 12 unit là học full time. Ok. Và nhân với 2 semester chỉ có 1.100 đồng. Vậy thì con của mình, nếu mình có hai đứa con, một đứa học ở community college, một đứa học ở đây, mình sẽ để dành được 12.000. Và nếu mình có bốn đứa, mình để dành được 48. Thì mình sẽ làm gì với cái tiền đó? Mình đứa nó biểu là má em lấy cái tiền đó mua xe cô ơi. Hoặc là tao payment căn nhà. Vậy thì rất là rẻ. Okay. Và tại sao các con em của mình chọn đi học community college? Tại vì thứ nhất là nó rẻ, đúng không các bạn? Nhưng mà thứ nhì nó sao? Nó gần nhà. Nó gần nhà. Và một cái điều nữa là tôi hay khuyên bố mẹ là như thế này. Có một cậu đó học trò của tôi, và bây giờ con của cậu bắt đầu đi vào đại học. Hỏi là, cô ơi, con của em là con gái 18 tuổi. Em thì muốn nó học ở community college cho gần nhà và đỡ tốn tiền. Nhưng mà cháu nó muốn đi học ở UC Berkeley. Thì cô nghĩ sao? Thì quý vị nghĩ sao? Ai mà có con gái 18 tuổi muốn cho học ở UC Berkeley làm ơn giơ tay lên. Không ai chịu cho lên đó vậy. Ai mà cho con học ở community college? Ok. Tại sao không chịu cho nó đi học ở UC Berkeley? Xa chi phí nhiều quá. Nhưng mà nếu mà nó có được học bổng và nó được tài trợ, thì chị có bằng lòng cho con mình đi học không? Nếu mà nó nói là ok mom, con có financial aid, đừng có worry về financial aid, đừng có worry về tiền bạc, chỉ có chịu cho con mình đi học ở UC Berkeley xa một tí không? Hả? Đúng, bố mẹ Việt Nam thì đó là cái quan tâm chứ không phải là không. Họ nghĩ là con mình mà con gái 18 tuổi đi học xa, họ worry lắm, họ sợ là nó hư hoặc nó bị lôi kéo. Thành ra là không phải là về vấn đề tiền bạc, mà có những người họ có gọi, tiếng Mỹ nó gọi là separation anxiety. Họ không muốn cho con học đi xa. Nhưng nếu tôi là một counselor thì tôi sẽ nói như thế này: nếu mà tiền bạc không phải là cái vấn đề, of course, nếu mà đứa bé đó mà nó đi học được thì yes, sau 1-2 năm nó sẽ rất là tự tin. Khi mà nó trở về là cái gì nó cũng làm được hết. Okay. Nhưng có phải là bất cứ em nào cũng có thể học ở một trường lớn được không? Không phải như vậy. Tại nếu mà các em nó xông xáo ở high school mà nó là president of the Vietnamese club, đó là trưởng ban này, trưởng ban kia, mà nó rất là hoạt động, nó xông xáo, thì nó vào UCLA hay là vào UC Berkeley, nó vào một trường lớn, nó không có bỡ ngỡ. Ngược lại, nếu mà nó rụt rè, nhút nhát, thì vào những cái môi trường đó, có thể nó xong không có gọi là nở rộ được. Quý vị hiểu ý tôi nói phải không ạ? Thành ra tùy theo, nếu mà em nào nó có cái khả năng mà nó có thể làm được, tại vì học ở đại học, ở UC nó rất là khác ở community college. Community college nó như một cái big high school, tôi dạy ở đó. Một cái lớp bình thường khoảng 30 sinh viên hay là nhiều lắm là 40 sinh viên. Quý vị có biết học ở UC thì như thế nào không? Ở trong một cái giảng đường, mấy trăm người, ông thầy ông vô ông giảng một hồi, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Sau đó sẽ có những TA là Teaching Assistant, nó sẽ giúp mình. Thành ra những em nào họ không có học được, nó rất là bỡ ngỡ. Tức là ở trong trường high school thì rất là giỏi, mà vào những cái trường đó, khi mà cạnh tranh với những em khác, thì có thể nó sẽ bỡ ngỡ. Thành ra có rất nhiều em học 1 năm, 2 năm, chịu không nổi, phải quay về đây. Nha. Vậy thì, community college là chỉ có học phí là 1.100 đồng. Và cái bằng cấp mà cao nhất họ có thể tốt cho được của một cái trường cộng đồng là gọi là cao đẳng, là cái bằng đó là bằng AA hoặc là AS. Một lần nữa, quý vị có biết chữ AA là đứng tắt chữ gì không? Associate of Art, Associate of Art. Còn cái kia là Associate of Science. Ok. Vậy thì nếu mà một đứa, bây giờ quý vị sau khi nghe cái bài này rồi, quý vị đi ra, quý vị thấy một em nó học ở community college, điều đó có nghĩa là nó dở hơn một đứa học ở UCLA không? Có đúng vậy không? Không. Là tại sao? Khi mà tôi dạy trong lớp, tôi coi cái transcript của các em, tôi thấy các em là top 5%. Tôi hỏi, ô, tại sao em không đi học ở UC mà em đi học ở community college? Thì đa số cái lý do các em đưa ra là tại sao? Là tại sao? Học phí rẻ, đó là một lý do. Thứ nhì, đó là bố mẹ em không cho em đi xa.
Và em không muốn đi xa, em thích ở nhà để ăn phở, má nấu phở cho em ăn một ép ngày. Và có những em hỏi lý do thì nó biểu chứ hỏi tất cả những lý do. Em không cần tiền tại vì bố mẹ em giàu lắm, có thể cho em học UCLA. Em học rất giỏi, em rất là hoạt động. Em có thể học UCLA được, mà em vẫn đi học Community College. Nói, ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao? Tại vì boyfriend của em nó học ở đây. Thành ra em phải đi học ở đây. Ok. Thành ra, nếu một em sinh viên nào học UC thì chắc chắn là em đã học giỏi. Nhưng mà nếu một em nào học ở Community College không có nghĩa là em đã học dở, mà vì có thể nhiều lý do nhé. Ok, rồi. Cái lựa chọn cuối cùng, và tôi cho quý vị biết cái điều này để quý vị coi có nên làm cái điều đó hay không. Ngược lại, các em không muốn học Cal State, không muốn học UC, không muốn học Community College, các em có thể đi học trường tư. Quý vị có thể name một vài cái trường tư được không? Hả? UC? Stanford. Stanford là một trường rất là nổi tiếng. Hình như nghe nói là Chelsea, con gái của Clinton học ở đó. Ok. Stanford là ở gần San Francisco, ở Palo Alto. Stanford rồi gì nữa? Chapman University. Ok, Chapman University. Rồi gì nữa? USC. USC là University of Southern California, là một trường rất giỏi và rất nổi tiếng. Quý vị có nghe Phoenix University không? Ok. Rồi nhiều trường lắm, có rất là nhiều trường tư. Và những cái trường tư nổi tiếng khắp nước Mỹ. Ví dụ như mình có trường Harvard, không? Hoặc là New York University, đó là những trường ở miền Đông. Hay là Princeton, hay là Yale. Nhưng mà ở California, chúng ta có những trường như là USC, Stanford, Chapman, University of Phoenix. Đó là những cái trường tư, đúng không? Mà quý vị nghe một cái trường tư nó mới đóng cửa không? ITT. Ok, vậy thì có bao nhiêu trường tư cả thảy? Khoảng chừng 185 trường. Và nó có thể theo cái hệ thống quarter hoặc semester. Đa số những cái trường tư này là họ theo cái quarter. Đố quý vị biết tại sao? Không phải là nó dễ, nghĩa là bắt học trò đóng tiền hơn, không phải như vậy. Nhưng mà thường thường là quarters. Cũng có vài trường là semester, nhưng mà thường thường những cái trường private là quarter. Điều kiện được vào, đây là cái điều rất là quan trọng. Muốn được vào Stanford dễ hay khó quý vị? Khó. Muốn được vào USC khó hay dễ? Muốn được vào law school của USC, muốn được vào trường physical therapy rất là khó. Muốn được vào pharmacy school của USC rất là khó. Mà thường thường là phải on the waiting list. Và đôi khi những cái em mà học học pharmacy school là phải đi qua tiểu bang khác, là vì rất là khó vào những cái trường pharmacy school. Thành ra có những cái trường rất là khó vào. Ngay cả Chapman University cũng là một cái trường tốt, cũng là hơi khó vào chứ không phải là không. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như những cái trường như là Phoenix University, dễ vào hay khó vào? Dễ vào. Hay là University of Biola, ví dụ như vậy, Biola University, ví dụ như vậy. Vậy thì có những cái trường rất là danh tiếng, rất là khó vào. Nhưng mà ngược lại, có những cái trường rất là dễ vào, chỉ đóng tiền là họ cho vào thôi. Vậy thì làm sao mà con em mình đi học, mình mới biết được trường đó có tốt hay không tốt? Mình phải do research. Rất là khó nha quý vị. Tại vì ở đây có những cái trường tư nó dụ mình vào để nó lấy được, xin được cái financial aid. Và những cái trường không có đàng hoàng thì sẽ bị đóng cửa. Vậy thì tôi khuyên quý vị là trước khi cho con em mình đi học trường tư, phải coi cái trường đó tốt hay là xấu. Và cái trường đó có được accredited hay không? Accredited là có được, gọi là được chứng nhận và được cấp bằng hay không? Thì có nhiều trường không có được accredited, là không có được chứng nhận. Okay. Vậy thì ở trường tư là những cái trường danh tiếng. Tí xíu nữa khi mà quý vị xong, quý vị lại cái gọi là cái office của một cái trường high school. Những em nào mà được nhận vào Harvard hoặc là Stanford hoặc là Princeton hoặc là Yale thì cái trường rất là hãnh diện. Trường sẽ để hình của các em và cho tất cả mọi người thấy là các em tốt nghiệp ở trường high school này ra đã được Princeton và đã được Harvard nhận. Rồi, xin hỏi cho quý vị nè. Cái trường mà nổi tiếng nhất trên thế giới, thường thường những cái trường giỏi nhất ở nước Mỹ hoặc trên thế giới là trường công hay trường tư? Đố quý vị biết. Trường tư. Trường tư mà nổi tiếng nhất trên thế giới là trường nào? Harvard. Ok, rồi. Quý vị có nghe trường nào nữa không?
Harvard là ở bên Mỹ, rồi gì nữa? Yale, Princeton. Quý vị nghe trường nào nữa? Oxford, Oxford ở đâu? Oxford ở bên Anh. Quý vị có nghe trường Cambridge không? Cambridge University ở đâu? Ở bên Anh. Thường thường á, mấy cái người, những cái hoàng tử ở bên Anh học ở trường Cambridge. Quý vị nghe cái trường Sorbonne không? Có nghe nói chưa? Ở đâu? Ở Pháp. Ok. Cambridge University là một cái trường mà the royal family children attend. Cô Tina Phạm học ở Cambridge. Mà một semester thôi nha. Gọi là summer school. Rồi, bây giờ học phí. Học phí của cái trường này để cho quý vị biết là tại sao mà quý vị có thể cho con em đi học ở trường tư hoặc trường công. Thấp nhất là 19.000, cao nhất là 55.000. USC là trường học phí không một năm 55.000. Ở nước Mỹ, cái trường mà mắc nhất là New York University, 65.000 một năm. Tiền học phí 65.000 một năm. Còn USC khoảng 55.000, nhưng mà trung bình khoảng 27-30.000 một năm. Ok, 27-30.000. Vậy thì nếu mà mình phải học tới 55.000 mà mình học ở UCLA 13.400 thì cái điều nào là tốt hơn? Nếu mà mình học ở UCLA hoặc là UC Berkeley, top 25 là 125 trường nổi tiếng nhất nước Mỹ mà có 13.400, trong khi đi học ở trường tư phải tới 40-50.000 một năm, thì quý vị có thấy là cái sự so sánh mà nó khác biệt như thế nào? Nhưng mà tại sao con em phải học trường tư? Tại vì có những cái ngành mà những cái trường khác không có. Trường tư có thể cho những cái bằng bachelor, cử nhân, master, PhD, MD, DDS, DMD, DO, DPT, JD, pharmacy. Đó là những cái bằng cấp. Và lý do là các con em của mình không thể vào những cái trường UC để mà học bác sĩ, nha sĩ. Thì đa số những nha sĩ của Việt Nam mình học ở USC. USC là một cái trường dental school rất là tốt. Thành ra quý vị coi nha sĩ của mình tốt nghiệp ở đâu. Thường thường là đa số họ tốt nghiệp ở USC hoặc là những trường khác. Vậy thì nếu mà mình có một cái bằng cấp, quý vị ở đây chắc quý vị có đi làm phải không? Có cái business card. Ok, thí dụ như mình có cái bằng Tina Pham, như vậy đi. Thí dụ như mình có cái bằng, thường thường á, khi mà mình có cái bằng thì người ta để cái bằng gì, quý vị có biết không? Ví dụ như mình có để là, mình có cái AA degree, mình có để không? Không, nó buồn cười. Còn nếu mình có BA, mình để được không? Được không? Cũng được, nhưng mà ít có ai để. Nhưng mà nếu mà mình có cái bằng Master degree, mình để như vậy được không? Được không? Được. Thường thường người ta để cái bằng cấp của người ta là cái ít nhất từ bằng Master trở đi. Còn nếu mà mình có bằng JD được không? Okay. Vậy thì nếu mà quý vị đi bất cứ ở đâu, thường thường ở những cái trường đại học, những cái ông thầy giáo họ hay để là ví dụ như họ có bằng PhD thì họ sẽ để về PhD như vậy. Vậy thì cái business card của mình sẽ list như vậy. Vậy thì hôm nay quý vị đã có một cái khái niệm rất là rõ về cái hệ thống đại học ở California. Mình có thể hiểu được cái điều này và mình có thể hướng dẫn cho con em mình để mà cách học. Và nhất là nếu mà con em mình học lớp 11, 12 thì nó phải học đúng cái pattern, nó gọi là A through G pattern. Nó phải học bao nhiêu năm Anh văn, bao nhiêu năm toán, và nó phải ít nhất là 3 chấm trở lên nó mới có cái cơ hội được vào trường UC. Nhưng mà không có nghĩa là có 3 chấm và học đúng lớp là được vào. Tại vì muốn được vào high school, từ high school mà xin thẳng vào UCLA, tôi cho quý vị biết luôn, đố quý vị biết cái GPA là mấy biết không? 4 chấm mấy trở lên, 4.5, 4.6, có những em 4.7, 4.8. Thường thường tại sao vậy? Tại vì em học những cái lớp khó, những cái lớp nó gọi là AP, Advanced Classes. Thường thường một cái lớp nó chỉ có 4 chấm thôi, A, B, C, D, A là 4, B là 3, C là 2, ví dụ như vậy. Vì nó học những lớp cao. Thành ra, nếu mà các em, đây là một cái điều mà tôi rất là thực tế, tôi chia sẻ với quý vị. Nếu mà các con em mình từ high school mà xin thẳng vào UC rất là khó. Vậy thì nếu mà nó học ở community college 2 năm, sau đó nó chuyển lên đại học 4 năm có được hay không?
Và nếu mà nó tốt nghiệp ở UCLA ra, người ta có cần biết là 2 năm đầu nó học ở Community College không? Không. Vậy thì chính con của tôi cũng như vậy. Tôi hướng dẫn cho cháu là học 2 năm ở Saddleback College. Rồi khi mà nó ra trường 3.9, khi mà nó chuyển đi, thì UC Berkeley, UCLA đều nhận hết. Vậy thì đó là một cái cách cho con mình 2 năm đầu. Thứ nhất vừa save money, mà lại ở gần nhà, mà vẫn có thể transfer lên university. Và khi mà nó transfer thì chỉ cần 3 chấm mấy thôi, chứ không cần phải 4 chấm mấy như là ở high school. Vậy quý vị thấy đó là những cái thông tin và những cái lời khuyên mà rất là chính xác và thực tế và hữu ích cho quý vị. Ok, vậy thì sau khi nghe bài giảng này xong, quý vị có gì thắc mắc hay không? Quý vị có cảm thấy confident, tự tin hơn không? Như bây giờ mình có thể hướng dẫn con em mình một cách rất là rõ ràng được không? Dạ. Thường, ok, câu hỏi rất là hay. Thường thường á, là chuẩn bị là lớp 11 và ở mỗi trường high school đều có counselor. Khi mà tôi là counselor ở trường Community College là các em đã lên rồi, đã lên đại học rồi. Ngược lại đó, các em ở high school thì phải bắt buộc phải gặp người counselor. Và những cái điểm, điều này rất là quan trọng. Khi mà mình nộp đơn là tháng 11 là cái deadline, là cái thời hạn để mình nộp đơn đi học. Mà tháng 11 là con em mình nó mới vào được có 2 tháng của lớp 12 thôi, có đúng không? Thành ra nó chưa có điểm, có đúng không quý vị? Vậy thì tất cả cái điểm mà các em nộp lên là của lớp 10 và lớp 11. Lớp 9 nhiều khi nó không tính, nhưng mà 9, 10, 11. Vậy thì chuẩn bị là phải chuẩn bị từ lớp 11. Nếu mà đợi đến lớp 12 là quá trễ. Là tại vì sao? Tháng 11 mình đã phải nộp đơn cho sang năm. Mà tháng 11 mình mới vô được có 2 tháng, mình chưa có điểm. So all the points, all the grade point averages are based on the 10th and the 11th grade. Tại vì lúc đó lớp 12 là chưa có điểm. Vậy thì phải nói chuyện và làm việc với người counselor ở trong high school nhé. Họ sẽ cho biết trước. Và một điều nữa là tôi nhắc quý vị là khi mà xin vào Cal State hoặc UC, phải xin một năm trước đó, tức là tháng 11 của cái năm trước. Có nghĩa là mình đang học lớp 12, vừa mới vào lớp 12, tháng 8, tháng 9 là mình đã phải nộp đơn rồi. Tại vì tháng 11 là hết hạn. Rồi, có ai thắc mắc gì không ạ? Dạ. Ok, câu hỏi rất là hay và tôi đã từng dạy ở Community College. Một phần đúng thôi, chẳng hạn như... Dạ, câu tới to lên. Dạ, cái câu trả lời của tôi về là không phải là cái trình độ của UC, mà cái cách dạy ở UC hoặc là cái cách học nó khó hơn. Tôi nói ví dụ, chẳng hạn như cái lớp English 101 là cái lớp Freshman Composition, cũng một cái lớp đó mà dạy ở UC thì nó sẽ khó hơn và cái đòi hỏi nó khó hơn. Chẳng hạn như tôi lấy một lý do, hồi xưa tôi học ở Community College, cái lớp Political Science nó sẽ dễ hơn là của trường Cal State. Thì cũng cái lớp đó của cái năm đầu tiên thì Cal State và UC có thể họ sẽ nhiều bài hơn, cách họ khó hơn. Thì đúng như vậy, là khi mà các em sinh viên học 2 năm đầu thì họ học ở trong trường Community College, tương đối cách học nó dễ hơn và cái đòi hỏi nó cũng dễ hơn. Nhưng mà ngược lại, ít nhất là các em có 2 năm gọi là chuyển tiếp, transition. Những cái em nào mà giỏi, mà vững, lúc nãy tôi nói đã giỏi, mà đã vững từ high school, rất là sinh hoạt, rất là hoạt bát, thì các em vào cái trường UC ngay từ năm đầu thì các em có thể đối phó được. Nhưng mà ngược lại, những cái em rụt rà, nhút nhát nó vào là nó sẽ bị rớt. Có những em học 1-2 năm không được, bị gọi là academic probation, là phải quay trở lại. Thành ra,
Câu trả lời là 2 năm đầu thì coi như nó chuyển tiếp cho mình, nó tạo cho các em ít nhất cũng biết học đại học. Thành ra tôi nghĩ là nó vẫn là một cái điều tốt hơn. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Rồi, vậy thì tôi mong là cái buổi nói chuyện hôm nay với cái hệ thống Đại học California sẽ giúp cho các bạn có thêm cái thông tin rất là chính xác. Mà quý vị ở đây có thấy là có giúp đỡ được cho mình hay không? Có nắm vững được hơn không? Vậy thì bây giờ con em mình nó nói chuyện với mình là mình sẽ hiểu và mình sẽ ngồi xuống, mình sẽ tư vấn cho nó và mình sẽ hướng dẫn cho nó là cái nào. Và mình hiểu được cho nó là không phải là chỉ có vấn đề là đi học rẻ tiền. Nhưng mà nếu mà con em mình nó giỏi mà nó xông xáo, nó hoạt bát, mà các em nhất là con gái mà nó muốn đi học xa, cứ nên hỗ trợ tinh thần của nó. Con ơi, cứ đi học xa đi, không sao đâu. Bố mẹ biết là con rất giỏi và con sẽ rất là thành công. Chứ đừng có nói ô mà con đi xa mẹ rất buồn. Khi mình nói mình buồn có nghĩa là mình worry cho mình, chứ không phải mình worry cho nó. Nhá. Tức là mình phải focus lên, nếu mà nó học được, nó giỏi thì mình phải hỗ trợ cho nó và bảo đảm với quý vị là 2 năm sau nó về, nó sẽ là một đứa rất giỏi. Cho con em mình đi học, nó tự tin và nó gọi là independent. Yeah. Ok, quý vị có gì thắc mắc không ạ? Dạ, một câu. Dạ vâng, nếu mà muốn chỉ cách điền đơn vào college thì chắc chắn là ở trong trường, bao giờ nó cũng có những cái workshop, mấy cái người high school counselor họ sẽ hướng dẫn cho các em. Thì mấy em học lớp 12 bao giờ nó cũng có những cái ngày nó để ra, rồi nó sẽ đưa các em đi học, đi những cái field trip vào những cái trường community college hoặc là high school, ở trường nào nó cũng có hết đó. Thì họ sẽ giúp điền đơn, cái đó cô khỏi có phải lo. Dạ, mỗi trường high school nó đều có. À vâng, thì cái đó là về financial aid và scholarship. Thì ở mỗi trường họ đều có counselor và họ có những cái workshop đó. Còn nếu không á, có những cái chỗ tư nhân nhưng mà tôi nghĩ là không cần phải đóng tiền cho họ. Mình có thể tự mình làm được. Và mình vô trong high school đó, mình kêu người counselor giúp cho mình. Okay. Ok, rồi cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi buổi hội thảo hôm nay.